Như chúng tôi đã thông tin, tại đoạn sông Lô chảy qua địa bàn giáp ranh giữa xã Tử Đà, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ với các xã Tứ Yên, Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, có nhóm hàng chục phương tiện thường xuyên khai thác, sang chuyển cát. Đáng chú ý, cả ba xã Tử Đà, Tứ Yên, Yên Thạch đều không biết tới sự tồn tại của đại công trường này. Hiện nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo làm rõ đại công trường ma khai thác cát nói trên. Cát vàng là một loại khoáng sản được quản lý với những quy định chặt chẽ của nhà nước. Hàng loạt các cơ quan chức năng có trách nhiệm bảo vệ, quản lý hoạt động khai thác loại tài nguyên này. Những tưởng tại đoạn sông Lô chảy qua đoạn giáp ranh giữa huyện Phú Ninh và tỉnh Vĩnh Phúc, thậm chí là trên toàn tuyến sông Lô chỉ có duy nhất một đại công trường bất thường khai thác cát lớn như vậy. Thế nhưng, chỉ cách địa điểm này khoảng 1 km, chúng tôi phát hiện thêm một địa điểm khai thác cát bất thường khác. Cụ thể, sáng ngày 29 tháng 5, từ xã Tử Đà, chúng tôi đi dọc theo đê Việt Trì để lên xã Bình Bộ. Đây là xã giáp ranh với xã Tử Đà, cùng thuộc huyện Phú Ninh và chỉ cách đoạn sông có đại công trường ma nói trên khoảng 1 km. Tại đây, chúng tôi phát hiện có 4 phương tiện gồm 2 chiếc tàu cuốc và 2 chiếc cầu quăng có nơi gọi là sáng cạp đang hoạt động hết công suất để khai thác cát vàng giữa sông Lô. Ngoài ra, nhiều tàu chở hàng thay nhau ra vào để lấy cát. Khi thấy chúng tôi sử dụng thiết bị để ghi lại hình ảnh khai thác cát thì từ nhóm phương tiện giữa sông, một người đàn ông sử dụng thuyền nhỏ di chuyển vào bờ và di chuyển lại gần để quan sát chúng tôi. Sau đó, người đàn ông này cầm điện thoại và gọi điện cho ai đó. Ngay sau cuộc điện thoại, các phương tiện đang khai thác cát giữa sông lập tức tắt máy, ngừng hoạt động. Tương tự như xã Tử Đà, nhiều đoạn đất tại ven sông xã Bình Bộ cũng có dấu hiệu sạt lở nghiêm trọng. Một người dân địa phương lo lắng chia sẻ. Dân nhà bức xúc lắm, đêm mất ăn mất yên, ngủ không yên không lành. Đây này ngu lở hết rồi có đâu. Sợ đất nhà chúng em mà sập hết, không có chỗ sợ còn không chỗ mà. Đấy, dân chúng em rất lo như thế. Mà cái trước mắt đất để nay mai đời mình còn đời con đời cháu. Mà cái nhà cửa ở đấy như cái nhà trong này trước kia đấy, phải cả trên huyện về. Coi thế tự nhiên nó sụt một cái hố xuống. Xong trên huyện về gọi là thuê xe ô tô về đổ đá đổ ấy. Xong bây giờ cái nhà đấy bắt đầu từ ngày đấy giữa làng em luôn. Nên bây giờ cát thì các anh phải cứ làm như thế thì làm sao cái xã, cái dân chúng em không mất được. Cách đó không xa, tại địa bàn xã An Đạo, huyện Phú Ninh, chúng tôi tiếp tục phát hiện một nhóm hơn 10 phương tiện đang tập kết giữa sông, đoạn giáp ranh với tỉnh Vĩnh Phúc. Các phương tiện này gồm tàu cuốc, cầu quăng và tàu chở hàng hàng nặng. Như vậy, chỉ trong một đoạn sông dài khoảng 2 km chảy qua địa bàn giáp ranh giữa huyện Phú Ninh, Phú Thọ với tỉnh Vĩnh Phúc, có tới 3 địa điểm khai thác cát với hàng chục phương tiện khủng trên sông. Chưa nói tới chuyện các điểm khai thác này có hợp pháp hay không, nhìn bằng mắt thường cũng thấy việc quá nhiều tàu thuyền tập kết trên một đoạn sông ngắn như vậy có thể gây cản trở, mất an toàn giao thông đường thủy. Để có thông tin khách quan nhất về hoạt động khai thác cát mà theo người dân là bất hợp pháp tại đây, chúng tôi di chuyển tới trụ sở Ủy ban Nhân dân xã An Đạo, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ thì lại nhận được sự bất hợp tác của một người tự xưng là trưởng công an xã như thế này. Tiếp đó, chúng tôi tới Ủy ban Nhân dân xã Bình Bộ để tìm hiểu về điểm khai thác khoáng sản trên sông Lô. Tại đây, ông Lê Xuân Kết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Bộ xác nhận có hoạt động khai thác cát trái phép xảy ra trên địa bàn. Tình trạng này rộ lên từ tháng 4 tới nay. Ông Kết cho biết, bản thân ông cũng đã nhiều lần chỉ đạo lực lượng công an xã đuổi các tàu khai thác cát nhưng không giải quyết được dứt điểm. Lý do là vì Ủy ban Nhân dân xã không đủ thẩm quyền xử phạt hành chính. Bên cạnh đó, xã có lực lượng mỏng, khu vực có phương tiện khai thác cát trái phép lại ở giữa sông, giáp ranh hai tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc.